Mỗi năm có 8 triệu ca tử vong vì hút thuốc lá. Ai cũng biết hút thuốc lá rất có hại cho cơ thể, nhưng để bỏ được thuốc lá không phải là dễ. Tuy nhiên, cai thuốc lá là khó, nhưng ai cũng có thể làm được bằng sự nỗ lực và nguyên tắc của bản thân. Cai thuốc lá không khó, bằng phương pháp đông y, ai cũng có thể làm được. Rau diếp cá, một loại thảo dược giúp cai thuốc lá. Sau khi vò lên sẽ có mùi tanh và chúng ta có thể ăn trực tiếp để ngắt ngay cơn thèm thuốc. Khi vào cơ thể, rau diếp cá còn giúp thanh lọc các chất độc do khói gây ra. Trà mã đề có thể mua dễ dàng ở chợ hoặc là siêu thị, giúp cắt cơn thèm thuốc nhanh chóng. Xoa bóp bấm huyệt giúp giảm căng thẳng, lo lắng và những triệu chứng khó chịu trong quá trình cai thuốc lá, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau mỏi trong cơ và khớp. Các huyệt như hợp cốc, khúc trì, nội quan, túc tâm lý, tam âm giao, thần môn giúp giảm cảm giác thèm thuốc lá. Nếu bạn đang có ý định từ bỏ thuốc lá, hãy thực hiện ngay từ bây giờ. Chúc bạn thành công. Nếu như bạn đang là người trực tiếp hút thuốc lá, hoặc trong gia đình có người thân hút thuốc, thì đây là bài thuốc cai thuốc lá rất bổ ích, giúp bạn hoặc người thân của mình có thể trị dứt điểm cai thuốc lá thành công chỉ sau 5 đến 7 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website caithuocthanhnghi.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.